chưa từng thấy bao giờ, quá đông luôn. Đây là họ đạo Bào Năng. Hiện tại là mình thấy rất là nhiều ngã đường là ách tắc hết trơn, quá đông bà con luôn rồi. Đây là một trong những tác phẩm mình thấy là từ nãy giờ đi rất là nhiều gian hàng rồi, chỉ có duy nhất cái gian hàng này là có một cái tác phẩm là rất là độc đáo luôn. Cái này kêu bằng lông mã là đầu rồng, nhưng mà mình đuôi là đuôi ngựa. Trên tay ai cũng có một ly nước cam hết trơn á, và mình cũng có một ly nữa. Ở đây khu vực mấy anh em người ta đãi nước cam cho bà con. Quá trời đông luôn. Năm nay thì có nhiều gian hàng hơn năm rồi, cho nên là ban tổ chức sắp xếp bố trí cái không gian coi như là kín mít ở cái chợ. Quá đẹp, long lân quy phụng. Chạy vòng vòng tòa thánh để cho bà con nè mọi người, hành động quá ý nghĩa luôn. Cô chú anh chị các bạn thân mến, hiện tại là gần 13 giờ trưa, hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch. Đó thì Thiện Hóa đang có mặt trên con đường Trần Phú, một trong những con đường rất là đẹp ở thành phố Tây Ninh này. Đường này thì dẫn vào ngay trung tâm tòa thánh Tây Ninh luôn. Hôm nay là mình sẽ đến đây để chia sẻ cho cả nhà về cái lễ hội Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2024. Cả nhà nhớ đồng hành cùng với mình nha. Di chuyển trên cái con đường Trần Phú này thì Thiện Hóa thấy là cũng có nhiều cái thánh thất cao đài trên cái con đường này cả nhà. Với lại là con đường này mình nghĩ chắc cũng mới làm cách đây không lâu đâu, thấy còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mình đi ngược lại là nó sẽ giao với cái quốc lộ 22, mà lúc mà đi lên thì quá chia sẻ cho cả nhà đó, chúng ta quẹo phải vô là sẽ gặp cái đường Trần Phú này. Và cái con đường này là con đường nhanh nhất để chúng ta đến tòa thánh Tây Ninh. Xa xa thì quá đã thấy được cổng của tòa thánh Tây Ninh rồi đó mọi người. Và ngay đây thì có đèn xanh đèn đỏ, đi thẳng là để tòa thánh nè. Còn Chí Huệ Cung là chúng ta quẹo phải, còn về thành phố Tây Ninh thì quẹo trái nha. Ở đây là những bà con họ đạo nè, ta đi cúng nè. Quá thấy thì cũng khá là đông. Tuy nhiên thì đường xá ở Tây Ninh này mình thấy thông thoáng lắm, và di chuyển khá là thoải mái luôn á cả nhà. Đó, nhưng mà vào chiều nay và ngày mai và ngày mốt thì tất cả những tuyến đường ở đây là rất là đông bà con luôn, từ khắp mọi nơi đổ về để tham dự một trong hai cái ngày lễ lớn nhất của họ đạo cao đài tại tòa thánh Tây Ninh này. Vào gần tới cổng tòa thánh thì có thấy là ở đây bà con mua bán khá là đông, và cũng có một vài chỗ đãi thức ăn nước uống cho bà con miễn phí nữa. Ở đây là những cái chỗ đãi ăn uống miễn phí cho bà con ha. Đó. Hai bên thì nhiều người ta mua bán đồ đạc đông đúc. Cháo không đồng nữa nè mọi người. Đó. Nãy giờ đây là quá đi từ cái cổng đi vào luôn nè. Đây là cổng chính luôn á cả nhà. Đó, bây giờ là mình sẽ chạy thẳng vào bên trong để chia sẻ cho bà con mình luôn nha. Hiện tại thì quá thấy là rất là đông bà con đổ về. Đây. Tòa thánh Tây Ninh này là cái khuôn viên là rộng tới 1 km vuông lần cả nhà, rất là lớn nha. Đó, và trong đây thì tất cả những cái con đường rất là rộng rãi và thoáng mát, nhiều cây cổ thụ hai bên nè,
đó bà con mình vô đến đây là giống như là không khí ở Đà Lạt vậy đó, mát cực kỳ luôn cả nhà. Đó mọi người có thể thấy thì hai bên đường là xe đậu cứng ngắc hết trơn luôn. Cái này là chỉ có một cái cổng thôi nha cả nhà. Tòa Thánh Tây Ninh là tới bốn cổng lớn á. Cái này là mình vô chỉ là một cổng thôi, để quay cho bà con mình xem tổng quát hết ngay tại Tòa Thánh này trước. Sau đó là quá sẽ quay từng chi tiết trang trí cũng như là những cái tiết mục biểu diễn vào ngày mai là đêm 15 cho cả nhà mình xem. Đó, hiện tại là quá đông luôn rồi, cứng ngắc hết tất cả các ngã đường. Đây chỗ này ách tắc giao thông luôn, cái chỗ này là không cho xe vô luôn rồi. Hiện tại là ngay đây là không có cho xe vô luôn mọi người ơi. Hiện tại là mình thấy rất là nhiều ngã đường là ách tắc hết trơn, quá đông bà con luôn rồi. Hai bên thì xe cộ là đậu là kẹt cứng hết luôn, bây giờ người ta đuổi nữa nè. Đó bây giờ mình phải đi thôi mọi người ơi. Đó kìa, xe vô nữa kìa. Rồi vậy là cho xe họ đạo thôi, không có cho xe mình mọi người ơi. Đó, quá đông luôn rồi. Các nhà coi nè, bà con đi nè, vậy là ai mặc áo dài trắng mới được vô, còn không mặc áo dài trắng là vô không được nha cả nhà. Ôi, này gọi là biển người luôn đây nè, cứng ngắc hết trơn luôn rồi cả nhà ơi. Cả nhà có thể nhìn thấy ở trong đó giờ là cứng ngắc hết trơn rồi đó. Báo ăn từ nằm thuốc trong đó đó mọi người. Giờ cái đường lớn này người ta nghỉ cho vô rồi, giờ quá sẽ chạy một vòng xung quanh cái đường ngoài này nè để chia sẻ cho cả nhà, xong rồi mình sẽ đi gửi xe đi vào bên trong mới được cả nhà ơi. Chứ thiệt là bây giờ là cứng nhắc hết trơn rồi, mấy anh người ta rào lại không có cho vô đó. Bây giờ thì quá sẽ chạy một vòng quay hết tổng quát ở ngoài hết cho cả nhà xem, sau đó thì mình sẽ gửi xe đi vào trong. Ở đây thì có rất là nhiều bà con người ta đãi nước suối miễn phí à. Hầu hết là những cái ngã đường vào Tòa Thánh thì xe đậu chặt kín hết rồi, và biển số xe thì ở khắp mọi nơi luôn rồi mọi người ơi. Đó, ở đây là xe bà con ta đậu cứng ngắc hết trơn rồi nè. Đó, rồi ra đây, rồi qua bên đây. Đó, xe lớn xe nhỏ gì cũng có hết, rất là đông luôn. Sáu mười chín, 614, 616, 617, 51. Đó, Sài Gòn, Cà Mau gì, 95, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang. Nói chung là bà con ở khắp mọi nơi. Bây giờ là chỗ này cũng có bà con cho nước sâm nữa nè. Sâm đây, sâm uống miễn phí. Đó, mình đang chạy lại khúc đằng này, hầu như là xung quanh tất cả các nẻo đường đều ách tắc. Đây là cái chỗ rào lại nữa rồi. Đây là đi thẳng là vô, đó là vô báo ăn từ ha. Rồi qua đây là cái khu vực hình như là nhà ăn đãi cơm ở đây đó mọi người, bà con người ta sẽ ăn uống ở đây. Đây là bà con người ta mới cúng xong ta đi ra để ăn uống đó mọi người, quá
quá đông rồi. Là chen chân không lọt luôn á. Giờ này là 1 giờ trưa đó cả nhà. Hôm nay là ngày 14, ngày mai là 15 là chánh lễ. Là vào lúc 18:30 sẽ diễn ra cái tiết mục được mong chờ nhất, đó là múa rồng nhang. Mời cả nhà cùng đón xem nha. Đó. Trắng không, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Ôi ôi, tắt các ngay ngã đường luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được dự cái ngày lễ của đạo Cao Đài, có thể gọi là lớn nhất trong năm, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung. Đó, quá đông luôn. Bà con đi lễ nè. Chỗ giả đồ vàng ký không muốn cho tôi lễ đây luôn nè, để tôi chết đây rồi từng đưa ra nè. Cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Quá đông luôn, dài dài. Còn người nói với nhau là bất tận luôn. Giờ thì mình sẽ đi kiếm chỗ gửi xe cả nhà ơi. Đó. Giờ quá sẽ chạy lại đây để chia sẻ cái khu này cho mọi người cái nữa nè. Quá khứ rồi. Biển người. Ôi ôi. Trên tay ai cũng có một ly nước cam hết trơn á, và mình cũng có một ly nữa. Ở đây khu vực mấy anh em người ta đãi nước cam cho bà con. Đó, quá trời đông luôn. Quá đông. Khu vực chỗ công viên ngang Báo Văn Từ nè, thấy rất là nhiều khỉ luôn mọi người. Đó. Có khỉ mẹ, khỉ con, khỉ cha. Đây. Ở trong kia thì mình thấy có sóc rồi nữa, nhiều lắm. Cái khu vực này là cây cổ thụ rất là nhiều luôn. Ở trong đó còn nhiều khỉ lắm mọi người. Đó. Tất cả những bãi xe ở trong khuôn viên của tòa thánh đó, đều đã cứng hết. Và ở ngoài nó cũng vậy nữa mọi người. Bà con nói năm nay thì đông hơn mọi năm. Mà nãy giờ từ lúc mình tới giờ thì mình thấy là quá đông luôn. Quá đang tiến tới một trong những nơi rất là quan trọng. Đó, đây là tòa thánh Tây Ninh ở trước mặt cô chú anh chị và các bạn nè. Đó. Đây gặp thì mình sẽ chạy vòng qua bên đây hết luôn. Và sau đó thì quá sẽ đi gửi xe để vào trong chia sẻ chi tiết cho bà con cô bác mình xem. Quá vui luôn. Là bà con đến là chặt kín hết rồi, không còn chỗ trống nữa.
Hiện tại cổng chính đi thẳng vào Báo An Từ thì đóng cửa, cho nên là cái chỗ này chúng ta thấy là ít bà con tập trung ở đây. Đó, tuy nhiên là những cái cổng còn lại á là rất là đông đúc luôn cả nhà. Đây là cái giống như là cái sân ở trước đó, thẳng đó là hai bên cái khán đài là bà con ở cứng ngắc hết trơn. Khu viên chỗ tòa thánh rất là rộng và nhiều cây xanh đó, cho nên là vào đây thì cả nhà sẽ thấy rất là mát mẻ luôn. Những cái chỗ bà con nghỉ ngơi thì cực kỳ là thoáng mát. Ở trên thì có mái che nữa, quá tuyệt vời luôn. Hiện tại thì trời đang chuyển mưa và hồi sáng cũng có một cái cơn mưa rồi. Tuy nhiên là bây giờ là bà con đến ngày lúc một đông rồi cả nhà. Đó. Đây là những xe bà con đãi nước lưu động chạy vòng vòng tòa thánh để cho bà con nè mọi người. Hành động quá ý nghĩa luôn. Cuối cùng thì quá đã tìm được cái chỗ gửi xe rồi. Và ngay đây là cũng có một cái cổng để chúng ta đi vào nữa mọi người. Đó, bà con đi lễ rồi mua đồ ở bên những cái gian hàng rất là đông luôn. Nè. Từ cái hướng này chúng ta nhìn thấy núi Bà Đen luôn đó mọi người. Hiện tại là trên đỉnh núi là nhìn không có thấy được bà luôn, tại vì mây đáp núi nè. Đỉnh núi Bà Đen là cao hơn 900m, cho nên là hầu như quanh năm lúc nào cũng có mây đáp núi. Sau khi mình chia sẻ cho cả nhà cái video tại lễ hội yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh, sau đó thì Thiện Quá sẽ di chuyển lên núi cúng bà ha, và mình sẽ ghi lại cái hành trình cho cả nhà mình luôn. Bây giờ thì mời mọi người cùng với Quá tiến vào bên trong để tham quan những cái tác phẩm của những họ đạo đang trưng bày trong đó. Xe nước suối di động miễn phí cho bà con. Chào. Đây là bà con đi là cứng hết trơn, trang chân không lọt luôn mọi người. Dạ, nói là 3 giờ mới về. Rồi, dạ dạ. Tình cảnh hiện tại. Bữa thứ năm mình đi vô đóng vô vậy đó. Dạ dạ dạ. Đây là họ đạo Màu Năng. Đây họ đạo Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Quá đẹp. Còn ở trong đó mình thấy có một này chim chim công phụng hoàng vậy nè. Ở dưới là một kỳ lân, quá đẹp. Đây là một họ đạo nữa, và đặc biệt là nãy giờ chưa có họ đạo nào trùng khớp với họ đạo này luôn, rất là đẹp mọi người. Làm cái đó giống như là rồng trên mây á. Đây là gọi là sâm long. Sâm long chậu. Rồi luôn. Và ở dưới đây là có tứ linh Long Hoa Lăng Quy Phụng luôn. Ở dưới nè. Quá đẹp. Quá đẹp luôn.
Quy Phụng. Long Phụng. Quá đẹp. Và bên đây nữa mình sẽ quay cho cả nhà mình xem những cái đĩa trái cây được làm rất là tỉ mỉ và công phu luôn. Này, trước mặt mọi người là một cái đĩa táo ha, được xếp thành 6 tầng. Hoa đẹp, quá đẹp luôn. Đứng gần đây thơm lắm cả nhà. Đây là không biết bao nhiêu cái đọt hoa lan luôn. Quá khéo tay luôn. Và cái gian hàng bên đây của mấy cô chú là có những cái loại bánh nhìn khá là lạ luôn. Đây là những con vịt, con thiên nga vậy. Còn đây là bánh phu thê, bánh lá dừa. Và chính giữa là có một cái dĩa trái cây rất là đồ sộ luôn. Hai bên được trang trí rất là nhiều dĩa trái cây cũng như là bánh, được sắp xếp rất là đẹp. Và đặc biệt là hầu như cái mâm nào cũng xoay được hết. Cái đường này thì nó hơi hẹp cho nên là mình không có vô đó quay cho bà con mình xem được. Quá đi vòng ở ngoài này là tại ngoài này nó còn đặc. Đó đẹp luôn cả nhà. Phía trong đó thì có thấy hàng Long Lân Quy Phụng. Quá đẹp luôn. Mà tại vì cái đường vô nó hơi hẹp cho nên là quá không có vô được. Hai bên cô chú ngồi hết cái đường rồi thành ra là mình không có vô. Còn trên đây thì có Long Lân Quy Phụng nữa nè. Quá đẹp. Giờ tới giờ cúng rồi cho nên là mấy anh đưa bà con đi ra ngoài chút xíu xong rồi chúng ta mới vô tham quan tiếp mọi người. Quá đẹp luôn.